Rồi, chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn công nghệ đèn Full LED trên chiếc Toyota Vios thế hệ mới nhất năm 2021. Đó chính là tính năng đèn cảnh báo EBS. Rất tuyệt vời, phải không ạ? Hi, xin kính chào tất cả quý anh chị hàng. Và bên cạnh quý anh chị hàng, dòng siêu phẩm, ông vua của phân khúc hạng B, Toyota Vios thế hệ mới nhất năm 2021 đang có mặt trước mắt quý anh chị hàng ở đây. Và trong clip mới nhất ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, đánh giá chi tiết xem rằng là Toyota Vios model năm 2021 ở thế hệ mới nhất này thì sẽ có 4 tùy chọn bảng giá là như thế nào, chương trình khuyến mại, và đặc biệt nhất là Văn Hội sẽ đánh giá review cực kỳ là chi tiết để anh chị thấy được những cái điểm mới nhất trên chiếc Toyota Vios thế hệ mới nhất này. Kính mời quý anh chị hàng hãy theo dõi chi tiết cùng Văn Hội ngay sau đây. Được Toyota Việt Nam phân phối Toyota Vios ở thế hệ mới nhất này lên đến 4 tùy chọn. Chúng ta sẽ đi với phần đầu tiên, đó chính là phần cập nhật bảng giá mới nhất của Toyota Vios năm 2021 thế hệ mới. Đầu tiên đến với phiên bản là 1.5e số sàn, được Toyota Việt Nam niêm yết với giá từ 4 triệu đồng. Trong khi đó thì phiên bản cao cấp hơn, đó chính là phiên bản 1.5e CVT hộp số tự động. Cụ thể thì các phiên bản thì Văn Hội sẽ nói dần đến từng những cái bổ sung, những cái tính năng mới sau thì sẽ có giá từ 531 triệu đồng. Và bên cạnh Văn Hội ở đây, luôn đứng đầu trong top những dòng xe phân khúc hạng B, ông vua hạng B ở tại thị trường Việt Nam, Toyota Vios 1.5G model mới nhất 2021 với rất nhiều là cái nâng cấp rất mới sẽ có giá từ 581 triệu đồng. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái phiên bản nữa, đó chính là cái phiên bản thể thao. Ở phiên bản thể thao này, đó chính là Toyota Vios 1.5 GRS với các thiết kế body kit cực kỳ là thể thao và cao cấp, sẽ có giá niêm yết từ là 630 triệu đồng. Rất tuyệt vời phải không ạ? Còn bây giờ chúng ta sẽ sang ngay phần đánh giá cực kỳ là chi tiết những cái thiết kế mới nhất của Toyota Vios năm 2021 ngay bây giờ. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái phần đánh giá chi tiết thiết kế mới nhất của Toyota Vios thế hệ mới. Đây là chính là phiên bản 1.5G. Sẽ thấy cái điểm đầu tiên mà các bạn thấy rất hay, đó chính là cái cụm đèn. Xe sẽ được trang bị là cụm đèn pha cốt là Full LED. Rất tuyệt vời luôn. Thiết kế của cái cụm đèn Full LED như thế này, chúng ta có thể thấy ngay được là việc đầu tiên là Toyota đã đưa cái giải đèn LED ban ngày tích hợp cùng vào với chóa pha cốt rồi, thay vì là cái giải LED như phía thế hệ trước. Văn Hội đánh giá rất cao cái vấn đề này. Nhìn nó sẽ rất tinh tế và sang trọng. Và đặc biệt nhất là cái ánh sáng LED ban ngày nữa, Văn Hội sẽ bật cho anh chị để thấy được nó sáng dáng rất là rực luôn. Tiếp theo nữa là gì? Thì chúng ta có đèn pha cốt cũng được trang bị, đó chính là công nghệ LED. Rất là sang trọng. Ánh sáng LED thì luôn cho cái cảm giác là sáng, độ sáng cao hơn, độ bám đường cực tốt. Không chỉ có vậy đâu ạ, mà cái thiết kế toàn bộ ở cái mặt cản trước này thì đã có sự thay đổi toàn bộ rồi. Đó chính là cái đường vuốt gân như thế này. Văn Hội cũng rất thích cái điểm hay này nữa, đó chính là khi mà chúng ta thiết kế như thế này thì cái đường gân này sẽ gia tăng cái độ cứng, độ chắc cho chiếc ba đờ sốc. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có kết hợp với cụm đèn sương mù công nghệ LED, sẽ cho cái giải ánh sáng dẹt bám nền ở phía dưới, rất bám đường luôn. Và việc mà thiết kế cái hộc như thế này thì cũng gia tăng cái việc là cái cảm biến cảnh báo va chạm trước này sẽ được bảo vệ, thay vì là chúng ta thiết kế cong như thế này, đúng không ạ? Rất hay. Còn một cái điểm hay nữa là gì? Đó chính là cái phần toàn bộ cái mặt ca lăng này này đã được sơn đen bóng. Sơn đen bóng trông cảm giác nó nổi khối lắm. Nó sẽ được sơn từ cái viền mép này lên đến cái toàn bộ mặt ca lăng. Và một cái hay nữa là gì? Đó chính là chúng ta cái logo thì được nổi khối cái bản to. Đó, còn bây giờ thì chúng ta sẽ bật thử cái đèn LED ban ngày để anh chị có thể xem. Đây đó chính là cái tổng cái hình ảnh chi tiết nhất về cái giải LED ban ngày thế hệ mới nhất năm 2021. Ở giải LED này thì chúng ta sẽ được trang bị ở trên phiên bản 1.5G cao cấp và phiên bản 1.5GRS bản thể thao. Ngoài ra thì có một cái hay nữa Văn Hội cũng sẽ chia sẻ luôn, đó chính là
trên phiên bản 1.5e CVT ở thế hệ mới thì sẽ được trang bị cái bóng sẽ chuyển sang hệ thế hệ bóng pha, bóng cốt, bóng bi projector cho cái độ gom sáng cực kỳ là cao cấp. Còn ở phiên bản 1.5e số sàn thì sẽ trang bị là bóng chóa đa phản xạ, tách biệt cả bóng pha và cốt. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bên phần thân xe. Đó chính là tính năng đèn cảnh báo EBS. Rất tuyệt vời, phải không ạ? Với cái tính năng này, khi mà chúng ta đi nhanh, phanh gấp thì hệ thống kích hoạt EBS sẽ làm nháy tất cả là 6 cái đèn xi nhan ở phía ngoài này và 2 cái đèn xi nhan nhỏ ở phía trong đồng hồ trung tâm nữa, để chúng ta thấy được rằng là hệ thống cảnh báo đèn phanh EBS đang hoạt động. Rất tuyệt vời, không ạ? Đây đó chính là thiết kế mới nhất của bên phần thân xe của Toyota Vios năm 2021. Điểm mới nhất sẽ đến từ chiếc la răng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết xem. Ở thế hệ mới này thì Toyota Vios trên cả 4 phiên bản đều được trang bị, đó chính là hệ thống la răng phay đúc. Rất tuyệt vời. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cái thông số lốp luôn. Đó chính là 185/60 R15. Với cái mặt bề rộng ngang của lốp lên đến 185mm cho cái độ bám đường, cũng như là 60% cái bề độ béo của lốp này, nó sẽ rất êm ái khi mà di chuyển, cực kỳ bám đường. Và Văn Hộ cũng sẽ chia sẻ luôn là trên Toyota Vios thế hệ mới nhất năm 2021 này thì cả 4 phiên bản đều được sử dụng động cơ 1.5 DOHC 20 cam cho khả năng tăng tốc rất tuyệt vời. Tất cả các phiên bản số tự động sẽ trang bị là hộp số CVT. Và đặc biệt nhất đó chính là phiên bản 1.5 GRS thì sẽ được trang bị là hộp số CVT lên đến 10 cấp số ảo. Và có cả trang bị lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sang bên phần phía đuôi xe. Và đây đó chính là cái thiết kế phần phía đuôi phía sau của Toyota Vios thế hệ mới nhất năm 2021. Có thể thấy được ngay là Toyota Việt Nam cực kỳ lấy ưu ái khi trên cả 4 phiên bản ở thế hệ đèn hậu phía sau này đều được trang bị là công nghệ LED cho cái giải ánh sáng căng ngang như thế này. Trông rất khỏe, rất thể thao. Từ phiên bản 1.5 số sàn đến 3 phiên bản số tự động còn lại thì đều được trang bị là công nghệ như thế này. Và chắc chắn rồi, cảm biến lùi cũng sẽ được trang bị trên cả 4 phiên bản. Riêng từ phiên bản G và phiên bản GRS thì sẽ có thêm 4 cảm biến góc nữa. Còn 2 phiên bản còn lại đều được trang bị có cảm biến lùi theo xe. Và chúng ta thấy có một cái hay nữa, đó chính là chiếc camera lùi. Chiếc camera lùi này thì đã được trang bị trên cả 4 phiên bản rồi. Nhưng ở thế hệ mới này thì được Toyota Việt Nam có giới thiệu là cái mắt của cái camera này này thì đã được thay đổi bằng cái mắt công nghệ mới, cho cái khả năng nhìn ban ngày cũng như ban đêm là rõ nét hơn và cái vạch dẫn hướng là linh hoạt hơn. Rất tuyệt vời, đúng không ạ? Thế còn bên trong phần nội thất của Toyota Vios thế hệ mới thì có những cái thay đổi đặc biệt là như thế nào? Chúng ta sẽ di chuyển vào phía bên trong xe. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong chi tiết phần nội thất của chiếc Toyota Vios thế hệ mới nhất năm 2021. Ở phiên bản ECVT cũng như phiên bản G này thì sẽ được trang bị cái ghế da màu nội thất là màu be vàng. Trong khi đó là phiên bản 1.5 số sàn thì đang được trang bị là màu đen. Và phiên bản GRS là phiên bản thể thao nhất thì sẽ trang bị là ghế da có cái phần cả phần kèm chỉ đỏ nữa. Cụ thể là như thế nào thì anh Mai quay sẽ di chuyển gần hơn để chúng ta có thể thấy được rằng là thế hệ này thì cũng cả 4 phiên bản thì đều được trang bị là gập gương điện này, cũng như là đặc biệt nhất sẽ đến từ phiên bản G và phiên bản GRS thì sẽ được trang bị cái tính năng đó chính là chốt cửa tự động, được trang bị luôn theo xe. Còn về phần cảm biến thì sao? Cảm biến thì phiên bản số sàn cũng được trang bị luôn cảm biến lùi, và cả 3 phiên bản còn lại thì cũng được trang bị, và bản G và GRS thì trang bị thêm cảm biến góc nữa. Cân bằng điện tử trang bị trên cả 4 phiên bản. Còn bên trong phần nội thất xe có những điểm gì? Anh mới quay sẽ ngồi bên trong. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong phần nội thất của chiếc Toyota Vios phiên bản 1.5G model mới nhất năm 2021. Chúng ta sẽ đến với điểm thay đổi đầu tiên. Điểm thay đổi mới nhất có lẽ sẽ đến từ chiếc màn hình.
Lần này thì Toyota Việt Nam đã trang bị chiếc màn hình giải trí chính hãng của Toyota thay vì là màn hình của Pioneer. Và được Toyota Việt Nam giới thiệu rằng là ở cái màn hình này, ngoài những tính năng cao cấp ra thì màn hình còn được trang bị thêm tính năng đó chính là Smart Driver Link. Rất tuyệt vời. Rồi ở cái màn hình Smart Link này thì chúng ta thấy ngay được rằng là việc đầu tiên đó chính là Toyota Việt Nam đã đưa cái cổng USB từ phía bên trong hộc này để vào lên trên này rồi. Rất tiện lợi. Chúng ta không phải luồn dây hay là như thế nào nữa mà chúng ta sẽ cắm được trực tiếp ở đây. Chúng ta sẽ cắm trực tiếp cái cáp USB cũng như là dây USB trực tiếp ở trên này luôn. Sẽ rất là gọn gàng đấy ạ. Âm lượng giảm, tăng âm giảm âm lượng này. Rồi để màn hình này thì chúng ta còn có thêm được những cái tính năng gì nữa. Thì ở đây anh chị có thể nhìn thấy đây. Chúng ta sẽ có từng phần như là phần cài đặt, phần hình nền này, cũng như là phần tắt bật cái phần hiển thị này. Chúng ta có cái phần audio thì chúng ta có những giải trí như là radio, Bluetooth, USB, iPod. Đó, đó những là phần giải trí và chắc chắn rồi. Thoại rảnh tay thì vẫn được trang bị với cái phím ở trên vô lăng này. Chủ yếu ở cái màn hình này thì chúng ta là được nhà sản xuất là gần như là chuyển sang cái chế độ là màn hình thông minh kết hợp và đồng bộ với điện thoại luôn nhá. Đồng bộ trực tiếp điện thoại. Còn tổng quan của phiên bản G cũng như các phiên bản còn lại thì Văn Hội sẽ chia sẻ luôn là ở trên phiên bản G chúng ta vẫn được trang bị màn hình Optitron cũng như phiên bản GRS. Phiên bản GRS thì chúng ta còn có thêm cái giao diện là màu đỏ dạng GRS thể thao nữa. Chúng ta vẫn có là đèn pha tự động, điều chỉnh volume trên vô lăng, thoại rảnh tay, chuyển kênh, chuyển hệ và điều khiển màn hình lớp IMID Optitron này. Chip A, chip B đầy đủ luôn. Vẫn với cái tính năng là cruise control, giữ ga tự động theo hành trình thì được trang bị trên phiên bản G và phiên bản GRS. Và điều hòa tự động chắc chắn rồi cũng sẽ được trang bị trên phiên bản G cũng như phiên bản GRS. Các điểm mạ này thì được trang bị trên các phiên bản sẽ trông sẽ rất nổi bật. Đây là tổng quan của xe. Chúng ta có một cái hay nữa đó chính là cái hộp số zig zag này thì ở phiên bản ECT cũng như phiên bản G thì đều đã được trang bị. Còn một cái hay nữa đó chính là phiên bản GRS đây. Tổng quan giao diện như thế này, nhưng phiên bản GRS thì chúng ta sẽ có thêm cái hai cái lẫy chuyển số thể thao ở trên vô lăng nữa. Đó chính là phiên bản GRS. Thì ở một cái clip khác thì khi mà chiếc Toyota 1.5 GRS về đến đại lý, chúng tôi sẽ có một cái bài review tách biệt riêng để anh chị có thể nhìn thấy chi tiết được. Còn bây giờ chúng ta sẽ ngồi sang bên hàng ghế thứ hai. Thì Văn Hội đang ngồi bên trong ở hàng ghế thứ hai của chiếc Vios hệ mới. Điểm đầu tiên sẽ đến từ cái việc là cái khoảng không gian đầu gối cho cái ghế hai ghế này. Nó được thiết kế rất là rộng. Ngồi cảm giác thoải mái lắm, rất là dễ chịu. Mà Văn Hội cũng cao hơn 1m7. Đó. Thứ hai là cái trần. Khoảng cách trần này cũng thế, từ đầu đến trần cho người ngồi phía sau cũng rất thoải mái. Thứ ba nữa gì đến từ cái tựa tay. Tựa tay cho hàng ghế sau này thì trang bị lên cả 4 phiên bản. Cả 4 phiên bản đều được trang bị cái tựa tay. Và đây trong lúc này thì Văn Hữu cũng sẽ giới thiệu luôn là chiếc chìa khóa thông minh trên phiên bản G cũng như phiên bản GRS. Rất tuyệt vời. Một cái điểm mạnh nữa đó chính là cái đèn đọc sách bản đồ này được trang bị thêm ở phần giữa này. Rất hay nhá. Ok, còn ở cái phần cốp sau rộng lên đến hơn 500 lít thì sẽ là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn. Và đây, đó chính là hình ảnh tổng quan chi tiết nhất của cái phần cốp sau. Toyota Việt Nam cực kỳ là ưu ái khi mà trang bị thêm một cái tấm cách nỉ, cách âm ở cái phần phía cốp sau như thế này. Chúng ta vẫn có thêm cái công tắc điện để bấm mở khóa. Anh chị nghe thấy không ạ? Để chúng ta có thể giữ 3 giây vào đây để mở khi mà chúng ta không cần dùng bằng cái nút bấm giữ 3 giây trên chìa khóa này. Camera, đèn soi biển số này, logo tách biệt từng phiên bản như đây là phiên bản G. Với dung tích lên đến hơn 500 lít cho cái không gian để đồ cực kỳ là tuyệt vời luôn. Và để xem rằng là cái chiếc lốp sơ cua này thì wow, rất tuyệt vời luôn. Lốp sơ cua cũng được trang bị là la răng như các lốp theo xe còn lại. Rất rộng rãi luôn.
một cái không gian cốp như thế này, rất là tuyệt vời. Còn về phần tổng chi phí lăn bánh cũng như các chương trình khuyến mại như thế nào, chúng ta sẽ cùng cập nhật ngay bây giờ. Trước khi đến với phần khuyến mại và tổng chi phí lăn bánh, chúng ta sẽ dành ra khoảng 2 phút để ngắm nhìn tổng quan cái khối động cơ. Vios thì được Toyota Việt Nam trang bị động cơ là Dual VVT-i với hai trục cam, cho công suất lên đến 107 mã lực, rất khỏe, rất tuyệt vời luôn. Rồi, chúng ta có thể thấy một điều hay nữa ở trên chiếc Vios hệ mới này, đó chính là cái phần nắp capo này cũng được trang bị với các phần tấm cách âm, cách nỉ, rất tuyệt vời. Động cơ thì được trang bị đó chính là cho công nghệ Eco, tiết kiệm nhiên liệu. Và bật mí thêm anh chị rằng là trên cái phiên bản GRS thì chúng ta cũng sẽ có cái công tắc Eco cũng như công tắc Sport để chúng ta có hai chế độ lái, rất tuyệt vời luôn. Còn cái phần đèn full LED như Văn Hội đã nói thì chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn cái hình ảnh đèn này trước khi đến với phần khuyến mại. Rồi, chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn công nghệ đèn full LED trên chiếc Toyota Vios thế hệ mới nhất năm 2021. Khả năng bám đường, tăng sáng cực tốt luôn, rất tuyệt vời trên cái thế hệ mới này. Mà anh chị mà khi sở hữu này, Văn Hội cứ nói vui rằng là cái thiết kế mới này thì đúng là như một chiếc là xe Lexus thu nhỏ luôn, quá tuyệt vời luôn. Với khoảng từ hơn 500 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu ngay một cái phiên bản số tự động rồi, bản G rồi, rất hay. Cũng như là bản ECVT chỉ từ 531 triệu đồng mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ sang ngay phần khuyến mại. Rồi, đó chính là tổng quan chi tiết nhất về bảng giá, hình ảnh, ngoại thất, nội thất bên trong của chiếc xe Toyota Vios thế hệ mới nhất năm 2021. Bây giờ chúng ta sẽ sang ngay cái phần khuyến mại. Khi mình chị đặt mua xe trong thời gian sớm nhất những ngày đầu ra mắt như thế này, anh chị sẽ được tặng ngay một năm bảo hiểm thân vỏ cùng những chương trình về khuyến mại, về phụ kiện cũng như là tiền mặt tùy chọn, áp dụng cho từng vùng miền. Kính mời quý anh chàng hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới để đội ngũ tư vấn xe hay của chúng tôi có cơ hội được chia sẻ và phục vụ cho quý anh chị cả một cách chi tiết và chu đáo nhất. Còn về phần tổng chi phí lăn bánh thì sao? Ở phần tổng chi phí lăn bánh này anh chị cũng biết rồi. Đối với trường hợp trả thẳng thì hiện nay thì một chiếc xe Toyota như Vios ở đây thì đang áp dụng mức thuế là 10% đối với trường hợp ở tỉnh, 12% ở thành phố Hà Nội, cũng như là các tỉnh như là thành phố Hồ Chí Minh thì cũng sẽ là áp dụng 10%. Còn tiền biển số sẽ là 20 triệu đối với Hà Nội và Hồ Chí Minh và các tỉnh từ 1 đến 2 triệu. Văn Hội sẽ show chi tiết lên trên màn hình để anh chị có thể nhìn thấy được là cái cách tính cũng như là cái tổng bảng giá của cả 4 model từ phiên bản số sàn đến bản ECVT, bản G cũng như là phiên bản GRS, rất tuyệt vời phải không ạ? Còn chương trình trả góp với lãi suất chỉ từ 0,49%, đâu đó khoảng từ 170 triệu đồng là anh chị đã sở hữu ngay một chiếc xe Toyota Vios thế hệ mới nhất năm 2021 rồi. Cụ thể chương trình khuyến mại chi tiết cho từng vùng miền ra làm sao, anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Hãy bấm nút like, share, comment, đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video review cập nhật bảng giá xe mới nhất nào. Một lần nữa Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Kính chúc quý anh chị hàng một xuân mới thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và luôn luôn lái xe an toàn. Goodbye!